Minh được Tử Vi rất là vui mừng khi được chào đón quý cô bác, anh chị đã đến và quay trở lại với chuyên mục Tử Vi 12 con giáp trên kênh Minh được Tử Vi ngày hôm nay. Lời đầu tiên, thay mặt cho ban biên tập chương trình, những người làm chương trình, Minh được Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị có được vận trình như cá chép hóa rồng, gặp hung hóa cát, vượng vận quý nhân, nhiều vận may bất ngờ ập đến. Tiền bạc ùn ùn đổ về nhà, bất ngờ trúng số đổi đời đại gia. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh được Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban biên tập chương trình đăng tải, cũng như là thấy nội dung video hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh được Tử Vi vô cùng cảm ơn quý cô bác, anh chị. Trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chương trình gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Lộ diện tháng phát tài lớn nhất, Quý Mão sinh năm 1963, nghe được ý trời, gặp thời đổi vận, đúng 3 tháng tới. Cô bác anh chị Quý Mão thân mến, nếu có một người nào đó không tốt với Quý Mão, Quý Mão đừng nên quá bận tâm hay phiền lòng với họ. Trong cuộc sống của Quý Mão, không ai có nghĩa vụ phải tư xử tốt với bạn trừ cha mẹ, còn với những người tốt với Quý Mão, Quý Mão nên trân trọng và biết ơn điều đó. Nhưng Quý Mão cũng cần phải có chút đề phòng, bởi mỗi người khi làm bất cứ việc gì đều có mục đích riêng của họ. Hãy nhớ, họ tốt với Quý Mão không đồng nghĩa với việc họ phải quý mến Quý Mão, không có ai là không thể thay thế, không có vật gì thuộc hoàn toàn sở hữu của Quý Mão. Vì thế, nếu sau này người Quý Mão yêu thương không còn ở bên, hay họ không còn là nơi Quý Mão có thể đặt niềm tin, Quý Mão cũng đừng bi lụy, sinh mệnh con người thực sự ngắn ngủi, Quý Mão đừng để mỗi ngày trôi đi vô ích. Người ta tham vọng sống lâu, nhưng Quý Mão chỉ cần sống hạnh phúc mỗi ngày, hãy trân trọng và yêu lấy cuộc sống hiện tại của Quý Mão. Trên đời này không có gì là nhất cả, tình yêu chỉ là cảm giác bất chợt đi qua cuộc đời Quý Mão, nhưng nó sẽ theo thời gian và lòng người mà thay đổi. Nếu như người đó rời xa Quý Mão hãy học cách chờ đợi, hãy để thời gian rửa sạch vết thương. Để tâm hồn Quý Mão lắng lại rồi nỗi đau của Quý Mão cũng sẽ dần biến mất. Quý Mão đừng mơ ước một tình yêu hoàn hảo, cũng đừng thổi phồng nỗi đau khi nó không còn. Quý Mão có thể bắt mình phải giữ chữ tín, nhưng không thể yêu cầu người khác làm thế với mình. Quý Mão có thể yêu cầu bản thân phải đối đãi tốt với người, nhưng Quý Mão không thể kỳ vọng người ta sẽ làm ngược lại. Khi Quý Mão tốt với họ, họ không có nghĩa vụ phải tốt lại với Quý Mão. Hãy nhớ điều này, nếu không Quý Mão sẽ luôn gặp ưu phiền trong cuộc sống. Chỉ những ai có duyên phận mới trở thành người thân của nhau, cho dù trong cuộc sống bận rộn, Quý Mão ít khi gặp mọi người. Nhưng Quý Mão hãy trân trọng từng khoảnh khắc khi còn bên họ, hãy dành cho họ thời gian để yêu thương Quý Mão hơn. Tử Vi hiểu rằng, Quý Mão đang phải đối mặt với rất nhiều thử thách, chông gai của cuộc sống khắc nghiệt ngoài kia. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, Quý Mão hãy cứ lạc quan lên một chút, cười nhiều hơn một nụ cười Quý Mão nhé. Tử Vi không thể can thiệp vào quá khứ của Quý Mão, nhưng có lẽ tương lai thì có thể. Tử Vi luôn ở đây để giúp đỡ và lắng nghe những câu chuyện của cô bác anh chị. Cô bác anh chị hãy đăng ký kênh và bình luận bên dưới video để gửi đến đội ngũ biên tập video một chút động lực giúp đời, giúp người cô bác anh chị nhé. Tử Vi xin cảm ơn thiện tâm của cô bác anh chị. Ngay sau đây, không để cô bác anh chị Quý Mão phải chờ lâu thêm nữa, Tử Vi sẽ đi vào nội dung chi tiết, xin mời quý cô bác anh chị cùng lắng nghe. Quý Mão thân mến, sau một thời gian cần mẫn nghiên cứu và tổng hợp từ nhiều nguồn tài liệu tử vi khác nhau, đội ngũ tử vi đã làm ra video lộ diện tháng phát tài lớn nhất Quý Mão 1963, nghe được ý trời, gặp thời đổi vận đúng 3 tháng tới nhằm dự ngôn. Luận giải tổng quan tử vi hàng tháng cho quý bản mệnh Quý Mão được xa hơn, để bản mệnh Quý Mão có thể phần nào nắm được vận trình của mình trong những tháng tiếp theo và sống một cuộc sống bình an, mạnh khỏe. Tuy nhiên, luôn có những biến số xảy đến trong cuộc sống của chúng ta, nên có thể những luận giải của tử vi sẽ không thật sự đúng với một số người. Vậy nên tử vi hy vọng rằng, dù những dự ngôn, luận giải trong video này là tốt hay xấu, mong rằng bản mệnh Quý Mão hoan hỷ đón nhận. Thưa cô bác anh chị Quý Mão, theo luận giải mới nhất từ các bậc thầy tử vi học, bước vào khoảng thời gian đúng 3 tháng tới, đó là tháng 3, tháng 4 và tháng 5 âm lịch. Vận trình của bản mệnh Quý Mão sẽ có cả hung lẫn cát, nhưng hung hay cát ở đây còn phải phụ thuộc vào Quý Mão tận dụng những lời dự ngôn, luận giải của tử vi như thế nào.
Nếu những luận giải của tử vi giải ra đại vận thì chẳng sao, nhưng nếu có lỡ luận vào đại nạn thì bản mệnh Quý Mão cũng có thể biết trước được thiên cơ để xoay chuyển càn khôn. Dẫu có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì hãy luôn tích cực và lạc quan cô bác anh chị nhé. Đầu tiên, xin mời cô bác anh chị Quý Mão cùng lắng nghe dự ngôn tổng quan tử vi tháng 3 âm lịch năm 2024. Theo luận giải mới nhất của tử vi năm 2024, bản mệnh tuổi Quý Mão trong tháng 3 âm lịch năm 2024 đang nhận được sự hỗ trợ mạnh mẽ từ Thái Vương Cát Tinh. Điều này dự báo một thời kỳ hanh thông và thuận lợi đối với Quý Mão trong mọi khía cạnh cuộc sống. Theo đó, Quý Mão có thể kỳ vọng vào một thời gian đầy may mắn và thành công khi mọi sự nghiệp và dự định của họ đều được ưu ái và ủng hộ từ vận may. Điều này mở ra cơ hội cho Quý Mão để phát triển bản thân và thể hiện tài năng của mình, đặc biệt là trong lĩnh vực công việc. Thiên Diêu ghé thăm mang đến cơ hội tuyệt vời để Quý Mão tỏa sáng và ghi điểm với những ý tưởng sáng tạo, phong cách độc đáo. Đây là thời điểm để Quý Mão tận dụng tối đa để phát triển sự nghiệp và tiến xa hơn trên con đường mình đã chọn. Tuy nhiên, tử vi cũng cảnh báo rằng trong mối quan hệ gia đình, Quý Mão cần phải thận trọng hơn, có những bất đồng có thể xảy ra. Và điều này có thể tạo ra những khó khăn không mong muốn, Quý Mão cần phải tỉnh táo và khôn ngoan trong việc giải quyết các mối quan hệ này. Để tránh những xung đột không cần thiết, mặc dù có những thách thức và trở ngại, nhưng nguyệt lệnh mộc dục mang đến cho Quý Mão tinh thần lạc quan và hy vọng. Đây là thời điểm để Quý Mão tự hào về những gì đã vượt qua và sẵn sàng đối mặt với những khó khăn tiếp theo trong quá trình tiếp xúc với người khác. Quý Mão có thể cảm thấy rằng họ không nhận được sự ủng hộ và đồng thuận như mong đợi. Tuy nhiên, điều này không nên làm mất đi niềm tin và sự tự tin của họ. Quý Mão cần phải hiểu rõ rằng khi họ tìm ra lý do và giữ vững thăng bằng, họ sẽ vượt qua mọi khó khăn và tiếp tục phấn đấu. Luận tử vi tháng 3 âm lịch năm 2024 cho tuổi Quý Mão âm lịch đã đưa ra những nhận định khá tích cực về khía cạnh tài lộc của bản mệnh. Mặc dù không thực sự rực rỡ như mong đợi, nhưng nhìn chung, tuổi Quý Mão có thể yên tâm với sự ổn định trong cuộc sống tài chính. Theo tử vi, tuổi Quý Mão sẽ đủ trang trải cuộc sống và có được sự no đủ nhất định trong tháng 3 âm lịch năm 2024. Điều này đồng nghĩa với việc họ không cần phải lo lắng quá nhiều về vấn đề tài chính. Tuy nhiên, điểm cần lưu ý là bản mệnh không nên so sánh hoàn cảnh của mình với người khác bởi mỗi người đều có phúc phần riêng biệt. Nếu Quý Mão mong muốn có cuộc sống giàu có hơn, Quý Mão được khuyến khích không ngừng làm việc thiện, giúp đỡ người khác mỗi ngày. Việc dùng một phần tiền bạc để làm việc thiện và giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn được xem là một cách tốt để tạo ra sự giàu có, không chỉ về vật chất mà còn về tinh thần. Tuy nhiên, theo luận giải mới nhất, tuổi Quý Mão cũng cần thận trọng hơn trong chuyện tiền nong do ngũ hành xung khắc, có thể vì vội vàng mà Quý Mão có chút nhầm lẫn hoặc để mất tiền. Do đó, nếu có thể, tuổi Quý Mão nên nhờ người khác kiểm tra kỹ thông tin, giấy tờ trước khi chuyển tiền đi để tránh những rủi ro không đáng có. Nhìn chung, tử vi tháng 3 âm lịch năm 2024 cho tuổi Quý Mão mang đến những nhận định tích cực về tài lộc và cách tiếp cận vấn đề tài chính. Quý Mão có thể yên tâm với sự ổn định và no đủ trong cuộc sống. Đồng thời họ cũng được khuyến khích làm việc thiện và giúp đỡ người khác để tạo ra sự giàu có không chỉ về vật chất mà còn về tinh thần. Tuy nhiên, họ cũng cần thận trọng trong chuyện tiền nong để tránh những rủi ro không đáng có. Tháng 3 âm lịch năm 2024 cũng đem đến nhiều điều đáng chú ý mà Quý Mão cần lưu ý. Đầu tiên, theo tử vi, bản mệnh tuổi Quý Mão cần chú trọng đến việc chăm sóc cơ thể một cách đúng đắn và khoa học hơn. Đừng nghe theo những phương pháp chăm sóc sức khỏe mà không tìm hiểu kỹ, đảm bảo tính hiệu quả và phù hợp với bản thân. Việc này giúp bản mệnh tránh được những tác động tiêu cực đến sức khỏe. Ngoài ra, trong tháng 3 âm lịch này, tuổi Quý Mão cũng cần đặc biệt chú ý đến các lời quảng cáo về các loại thuốc bổ, không phải thông tin nào cũng đáng tin cậy. Và việc sử dụng các loại thuốc bổ cần phải được tư vấn từ chuyên gia y tế, đừng nên tự ý sử dụng các loại thuốc mà không có kiến thức chuyên môn. Với việc thay đổi thời tiết trong tháng 3 âm lịch, tuổi Quý Mão cần lưu ý đến chế độ ăn uống. Những người âm hư nên tăng cường thức ăn thanh đạm như rau, đậu, cá, chế phẩm từ sữa, mía. Trong khi đó, người dương hư cần chú ý đến thực phẩm bổ dưỡng như thịt gà, dê. Người có huyết ứ trệ nên tập trung vào thực phẩm hoạt huyết như đỗ đen, đào nhân để duy trì sức khỏe. Theo tử vi, ngũ hoàng bay về phương Tây Bắc trong tháng 3 âm lịch này có thể mang lại nhiều trở ngại và khó khăn cho tuổi Quý Mão, đặc biệt là trong việc di chuyển và công việc. Do đó, hãy cẩn trọng hơn khi phải đi xa trong thời gian này, tránh để bản thân vướng vào những rắc rối không đáng có. Hãy lưu ý đến an toàn và thận trọng hơn trong mọi hoạt động. Như vậy, tử vi tháng 3 âm lịch năm 2024 về mặt sức khỏe cho tuổi Quý Mão mang đến nhiều điều cần lưu ý và chú ý.
Việc chăm sóc sức khỏe và chế độ ăn uống cần được quan tâm kỹ lưỡng. Đồng thời, cẩn trọng hơn trong mọi hoạt động hàng ngày, hãy tìm hiểu kỹ và tìm sự tư vấn từ chuyên gia khi cần thiết để bảo vệ sức khỏe và tài lộc trong tháng 3 âm lịch này. Vừa rồi là dự ngôn, luận giải tổng quan về tử vi tháng 3 âm lịch năm 2024 của bản mệnh Quý Mão. Vậy, bước sang tháng 4 âm lịch, vận trình tài lộc, sức khỏe và công việc của bản mệnh Quý Mão sẽ có chuyển biến như thế nào? Xin mời cô bác anh chị Quý Mão cùng lắng nghe dự ngôn tổng quan tử vi của mình trong tháng 4 âm lịch năm 2024. Trước hết, theo tử vi, người tuổi Quý Mão trong tháng 4 âm lịch năm 2024 sẽ có sức khỏe được cải thiện đáng kể. Người ốm hoặc mới tiến hành phẫu thuật sẽ nhanh hồi phục và sớm lấy lại tinh thần để trở lại làm việc. Tuy nhiên, cần đề phòng nguyệt lệnh bệnh ở Quý Mão, báo hiệu những sự cố hoặc tai nạn bất ngờ. Do đó, tuổi Quý Mão cần đi đứng và lái xe thận trọng, đặc biệt khi xuất hành xa, nên chọn hướng tốt và ngày tốt để xuất hành cho thuận lợi. Ngoài ra, theo dõi phi tinh tháng có nhị hắc chủ ốm đau, bệnh tật bay vào trung cung, nơi này tiếp tụ nguồn năng lượng tiêu cực, ảnh hưởng xấu tới sức khỏe, cần phải được dọn dẹp sạch sẽ, gọn gàng thường xuyên. Trong tháng này, tài lộc của người tuổi Quý Mão được dự đoán là vô cùng vượng phát, may mắn đang đứng về phía con giáp này, và họ sẽ nảy ra nhiều ý tưởng kiếm tiền độc đáo, giúp tiến hành kế hoạch đã đề ra từ trước đó. Người làm công ăn lương có thể sẽ được tăng lương hay thưởng bởi những thành quả mà họ đạt được trong khoảng thời gian này. Với những bạn làm kinh doanh, đây là một tháng khá bận rộn với những đơn hàng tới tấp bay về, hàng hóa lưu thông trơn tru, lợi nhuận tăng tiến nhanh chóng. Đặc biệt với sự hậu thuẫn của cục diện tam hợp, người tuổi Quý Mão tìm được nhiều mối làm ăn tiềm năng và biết cách duy trì các mối khách hàng lâu năm để có được nguồn thu nhập ổn định cho bản thân. Quý Mão có thể tranh thủ dịp này để tăng các kênh quảng bá cho sản phẩm của mình, nhằm thu hút thêm nhiều đối tượng khách hàng và việc buôn bán sẽ còn rực rỡ hơn nữa. Tuy nhiên, cần cẩn thận khi ngũ quỷ hung tinh rình rập, bản mệnh cần rà soát hợp đồng, giấy tờ văn bản pháp lý thật kỹ càng để tránh phạm sai lầm. Vận trình công việc của tuổi Quý Mão trong tháng 4 này được dự báo khởi sắc hơn hẳn, bản mệnh lâm đất đế vượng, vận khí hanh thông, mưu sự dễ thành, gặt hái không ít thành quả tốt đẹp trong sự nghiệp. Dù là người làm công ăn lương hay kinh doanh, buôn bán tự do đều có cơ hội phát triển sự nghiệp tương ứng, chỉ cần đặt mục tiêu rõ ràng và hạ quyết tâm làm tới cùng, thành công sẽ đến. Được tả phù các tin mang tới vận quý nhân vượng, một số khó khăn, khúc mắc trong công việc còn tồn động từ tháng trước đều được xử lý ổn thỏa, mở ra không gian phát triển và thăng tiến mới cho bạn, các mối quan hệ xã giao duy trì ở mức hài hòa, có người giúp đỡ khi gặp khó khăn. Dấu hiệu tiểu nhân phá đám vẫn có nhưng không ảnh hưởng quá nhiều, bạn vững tin làm những điều mình muốn và gặt hái kết quả khả quan. Tra cứu lịch vạn niên và phi tinh tháng, có hai cát tinh lục bạch và cửu tử đồng cung ở trung cung, vị trí chính giữa ngôi nhà. Phòng khách, đây được xem là phương vị cát lợi, cần chú trọng dọn dẹp sạch sẽ, sắp xếp đồ đạc gọn gàng để tránh cản trở cát khí. Ngoài ra, khu vực này có thể đặt thêm một chiếc đèn chiếu sáng hoặc quả cầu phong thủy để dễ dàng thu hút năng lượng tích cực và thúc đẩy công việc gia chủ thêm thuận lợi. Trong tháng này, người độc thân đi xa sẽ có lợi cho nhân duyên, có khả năng trên chuyến đi xa đó, bản mệnh sẽ gặp được đối tượng phù hợp và câu chuyện tình yêu lãng mạn bắt đầu từ đó. Đời sống hôn nhân của các cặp vợ chồng giống như cầu vồng sau cơn mưa, sự hoài nghi hay mâu thuẫn đều được hóa giải. Hai bạn nên dành thời gian sẻ chia nhiều hơn những vấn đề xảy ra trong cuộc sống để tạo sự kết nối bền chặt. Theo phi tinh thán, nhất bạch chủ đào hoa bay vào hướng đông, cung tinh tương sinh, càng thúc vượng đào hoa, tuy nhiên, lại bị thất xích ảnh hưởng, có thể biến đào hoa lành thành dữ và gây ra các mối quan hệ yêu đương phức tạp, có thể chia rẽ hạnh phúc gia đình. Để hóa giải đào hoa sát, bản mệnh có thể sử dụng kiếm gỗ đào đặt trong phòng ngủ. Vật phẩm phong thủy này có tác dụng loại bỏ đào hoa sát, xua đuổi người thứ ba và đưa bạn đời về bên cạnh mình. Nhìn chung, trong tháng 4 âm lịch này, người tuổi Quý Mão có những cơ hội phát triển sự nghiệp và tài lộc. Tuy nhiên, cần chú ý đến sức khỏe và các mối quan hệ để duy trì sự cân bằng trong cuộc sống. Quý cô bác anh chị đang theo dõi video, lộ diện tháng phát tài lớn nhất Quý Mão sinh năm 1963 nghe được ý trời, gặp thời đổi vận đúng 3 tháng tới. Cô bác anh chị Quý Mão thân mến, cô bác anh chị còn đang lắng nghe không ạ? Tử vi biết rằng, thời tiết những ngày vừa qua nắng chẳng dễ chịu là mấy. Cô bác anh chị có cảm thấy khó chịu trong người không ạ? Cô bác anh chị nhớ uống nước đều đặn. Để đảm bảo cơ thể luôn được cung cấp đủ lượng nước cần thiết cho máu tuần hoàn và lưu thông, cô bác anh chị nhé. Nếu cuộc sống này có làm cho cô bác anh chị cảm thấy mỏi mệt, thì hãy nghỉ ngơi một chút, đừng quá gắng sức trong những ngày thời tiết thất thường này. Chỉ cần cô bác anh chị còn mạnh khỏe,
thì Minh Đường Tử Vi tin rằng với sự phấn đấu và nỗ lực của mình, đến một ngày nào đó, cô bác anh chị sẽ đạt được những điều mình mong muốn. Và nếu có thời gian, cô bác anh chị hãy gửi đến đội ngũ biên tập kênh một chút năng lượng thông qua việc nhấn đăng ký kênh và bình luận bên dưới video để Tử Vi biết được cô bác anh chị còn đang lắng nghe những dòng tâm sự này. Tử Vi không mong gì hơn, chỉ mong cô bác anh chị sống đời bình an, hạnh phúc viên mãn. Đó là những lời chân thành từ tận tâm can những người phụng sự Minh Đường Tử Vi suốt chặng đường vừa qua. Cuối cùng sẽ là dự ngôn tổng quan tử vi bản mệnh Quý Mão trong tháng 5 âm lịch năm 2024. Luận tử vi chọn đời, sang tháng 5 âm lịch, sức khỏe của người tuổi Quý Mão ổn định, thể trạng tốt, hầu như ít ốm vặt hay mắc bệnh nghiêm trọng, có điều khí lực của Quý Mão có thể hư hao ít nhiều, khó tránh tình trạng mệt mỏi, uể oải, cảm giác đuối sức, cộng thêm thời tiết nóng nực, càng cảm thấy khó chịu, chỉ cần nghỉ ngơi và ăn uống điều độ, tình trạng này sẽ sớm thuyên giảm. Bản mệnh cần lưu ý nguyên tắc dưỡng sinh mùa hạ, thời điểm này ngày dài đêm ngắn dương khí vượng, âm khí giảm thiểu, tàn phục. Vì thế, đêm nên ngủ muộn một chút để đúng với sự tàn phục của âm khí, sáng dậy sớm để thuận ứng với sự thịnh trị của dương khí. Mùa hạ khí trời nóng bức, buổi trưa nhiệt độ càng cao, giấc ngủ ban đêm ngắn, nên ngủ thêm một giấc ngắn buổi trưa. Bởi khi ngủ, cơ thể được bổ sung âm khí để điều hòa âm dương, từ đó duy trì sức khỏe ổn định. Ngoài ra, tháng này người tuổi Quý Mão chú ý đi đứng thận trọng, kẻo va chạm xe cộ, gặp họa huyết quang do ngũ quỷ gây hại. Bên cạnh đó, bản mệnh nên tìm hiểu vì sao tháng 5 âm lịch được gọi là tháng cửu độc để chủ động phòng tránh những nguy cơ gây hại đến sức khỏe. Luận tử vi năm 2024, điểm sáng nhất trong tháng 5 âm lịch này đó chính là phương diện tài lộc. Trong tháng cả chính tài và thứ tài đều vượng, rất có lợi cho đầu tư, kinh doanh, khởi nghiệp. Nếu đang ấp ủ dự định hay kế hoạch nào đó, bản mệnh nên tận dụng thời cơ tốt để triển khai. Bước đầu chưa ai dám khẳng định sẽ thành công, nhưng chưa làm thì không thể biết kết quả ra sao. Vận may tài chính nở rộ trong tháng, một số bản mệnh còn có thể trúng thưởng, trúng số, niềm vui đến vô cùng bất ngờ. Xem lịch vạn niên năm 2024 và quan sát phi tinh tháng, bát bạch tài tinh bay vào hướng bắc gặp ngũ hoàng đại sát tinh, cát khí có phần giảm sút. Tại khu vực này rất cần bố trí phong thủy hợp lý để thúc vượng tài lộc. Người tuổi Quý Mão có thể bài trí vật phẩm phong thủy quả cầu thạch anh màu đỏ hoặc hồng ở hướng bắc phòng khách ngôi nhà hay bàn làm việc. Vật phẩm này có tác dụng hút tài khí, giúp công việc kinh doanh càng thêm thuận lợi. Tử vi tháng 5 âm lịch của tuổi Quý Mão hứa hẹn nhiều điểm sáng mới trong công việc, có quý nhân tam hợp nâng đỡ. Bạn mở rộng các mối quan hệ xã giao khá dễ dàng, được cấp trên hậu thuẫn, cấp dưới đồng lòng, mọi việc tiến triển theo đúng kế hoạch. Tháng này thấy rõ dấu hiệu thăng tiến trong sự nghiệp của tuổi Quý Mão. Bằng nỗ lực và sự phấn đấu không ngừng nghỉ, cộng thêm chút hài hòa về vận thế, bản mệnh tự tin ở vị trí công việc mới. Có điều, tháng này bản mệnh lâm đất dưỡng, có xu hướng thu mình lại, ngại thể hiện khả năng, đó sẽ là điểm trừ trong mắt lãnh đạo, ảnh hưởng xấu tới con đường thăng tiến. Nên nhớ, làm gì cũng vậy, tuổi Quý Mão cần mạnh dạn, xông xáo thực hiện, có như vậy mới cho ra kết quả tốt. Ít ai dám đảm đương những công việc khó, nhưng một khi đã làm được, mọi thứ trở nên đơn giản và dễ dàng hơn rất nhiều. Theo lịch vạn niên và phi tinh tháng 5, lục bạch đồng cung với bát bạch ở hướng đông nam. Tại đây, tuổi Quý Mão chú ý bố trí đồ đạc gọn gàng, sạch sẽ. Nếu có thể, hãy bổ sung thêm cây xanh tiểu cảnh hay hòn non bộ tại đó. Những vật phẩm phong thủy này có tác dụng khuếch đại trường khí phong thủy tích cực, mang tới vận khí hanh thông, thúc đẩy mọi việc bạn làm càng thuận lợi. Theo tử vi tháng 5 âm lịch năm 2024 tuổi Quý Mão, đường tình cảm kém sắc, khiến cho tinh thần Quý Mão luôn rơi vào trạng thái căng thẳng, mệt mỏi, những vấn đề liên tiếp xuất hiện trong công việc, khiến Quý Mão cảm thấy áp lực. Nhưng đừng vì thế mà bạn trút nỗi khó chịu lên đầu nửa kia, thay vì giận cá chém thớt, Quý Mão nên chủ động tâm sự với người ấy, khiến tinh thần nhẹ nhõm hơn. Rất có thể đối phương là người ngoài cuộc sẽ có những cái nhìn khách quan hơn bạn và đưa ra cho Quý Mão những cách giải quyết vấn đề phù hợp. Một số gia đình rơi vào cảnh vợ chồng tranh cãi, mâu thuẫn vì những chuyện nhỏ nhặt, dường như thời điểm này, Quý Mão không còn muốn xuống nước nữa, nên tình trạng căng thẳng càng kéo dài hơn, gây ảnh hưởng đến tinh thần của tất cả mọi người. Người còn độc thân có lẽ vẫn muốn tiếp tục sống trong thế giới của riêng mình, dù gặp khó khăn, Quý Mão cũng không muốn mở lời nhờ người khác giúp đỡ. Chính thái độ lạnh nhạt, xa cách này là một phần lý do khiến mọi người xung quanh ngần ngại, không dám tiếp cận. Quý Mão nên cởi mở hơn, như vậy mới không để lỡ những mối nhân duyên tốt đẹp. Trên đây là những chia sẻ vô cùng tâm huyết về nội dung lộ diện tháng phát tài lớn nhất Quý Mão 1963 nghe được ý trời.
gặp thời đổi vận đúng 3 tháng tới từ đội ngũ biên tập kênh. Trong quá trình truyền đạt, đội ngũ biên tập không thể tránh khỏi những thiếu sót, nếu có chỗ nào không phải, mong quý cô bác anh chị thông cảm. Hoan hỉ đồng hành và góp ý, đội ngũ biên tập kênh sẽ cố gắng ngày một hoàn thiện hơn để giúp ích cho đời và cộng đồng. Quý cô bác anh chị Quý Mão thân mến, như chúng ta đã được biết, thì theo luật nhân quả thành công hay thất bại đều có nguyên nhân sâu xa của nó. Nếu chúng ta muốn có được nhiều kết quả tốt đẹp, thì phải biết gieo nhân thiện ích, giúp người, cứu vật. Suy cho cùng, tiền bạc và của cải không làm cho con người ta hạnh phúc nhất chính là gia đình hòa thuận, con cái thuận hòa, tâm an thân khỏe. Trên đời này kẻ giàu, người nghèo đều có nỗi khổ riêng, biết hướng thiện, biết điều chỉnh hành vi thái độ, ắt sẽ có cuộc sống đủ đầy, an yên như mơ ước. Vậy nên, những thông tin trong video chúng tôi mong muốn truyền tải đến quý cô bác anh chị chỉ mang tính chất tham khảo, giúp cô bác anh chị lấy lại tinh thần và động lực để sống đời bình an, hạnh phúc viên mãn. Chúc quý cô bác anh chị Quý Mão nhận được thật nhiều phước lành, sống đời bình an, hạnh phúc viên mãn, biết ơn và hẹn sớm gặp lại cô bác anh chị trong những video tiếp theo.